Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ làm một loại nước uống mà chắc chắn trong đây là mình nói tên ra thì cũng sẽ có đứa biết. Mấy đứa biết uống nước gì không? Biết nước cam. Cam sữa. Cam sữa đứa nào uống chưa? Chưa. Nhưng mà con uống nước cam riêng, sữa riêng. Con chế sữa ít nha, chứ con không biết uống. Là sữa con nào uống nước cam với sữa chưa? Chưa. Chưa luôn. Tay. Chưa. Chưa luôn. Ba đứa này là nó coi clip mình có mấy lần rồi nhưng mà nó chưa được uống. Để bây giờ mình uống sẽ cho con sữa ít nha. Sữa ít. Uống sữa nhiều mới đậm đặc mới dễ đi. Dễ đi đi đâu? Không con đi ấy à? Không không có đi ấy đâu. Gì mà tiêu chảy? Cho con mượn cái muỗng nha. Từ từ đi, để chú làm cho. Lấy tay ra đi chú canh nữa. Đầu tiên là mình chú canh sữa. Canh sữa. Ít đi, liền nói gì hết. Nó tới đây hả chú Bình? Không có, tới đó là uống là cắt cổ luôn á. Đầu tiên là mình chế sữa cho hết 3 ly luôn nha mấy đứa. Nhớ nha, mốt làm theo nha. Mốt ở nhà là tự uống nha. Ờ, gần tới đây thôi chú Bình thôi. Không, ly chú là nước cam không. Ủa gì vậy chú Bình vậy? Ủa gì vậy? Thôi chú Bình uống, ai mang nước con tiêu chảy nó đại đi. Có hại đâu mà hại, gì có không? Không không có. Hồi bữa nào uống đâu, chị nào uống đâu. Hồi bữa chú Bình uống vậy. Không có sữa ít nào, phải tự uống nhiều. Bà giật ra là thấy với bà hả? Ủa sao có mình con nhiều mấy người này ít quá vậy? Tại vì con mập. Mắt gì con mập mà uống nghèo. Tại vì mày là nhân vật chính. Không phải con mập, con có sức con đi nhiều hơn tụi nó. Xong sáng rồi. Mới đi hai lần. Cái ly của chú này chú chắc chắc sao nha. Bây giờ chú chắc chế sữa vô, cái ly gì không? Tại cái ly chú bây giờ bằng bóng hút vô rồi, không lấy vô được. Bây giờ chú chế nước cam nè, nước cam pha sẵn nha. Họ nó xì phù tiêu mặt. Hồi nãy em gớm rồi. Đó chú Bình pha. Nước cam pha sẵn. Nước cam pha sẵn. Thì đó mày muốn mày tiểu không phải nước cam hả? Thì người ta pha sẵn cho mình uống nè. Mình chế vô tới mắt thứ hai nha. Trận chiến này chắc tiêu chảy luôn mọi người ơi. Ê con quậy lên đi. Lấy muỗng quậy lên con. Không được liếm muỗng nha, lát muỗng đưa đứa khác nữa nha. Dội, mày liếm mình nghe. Còn nào muốn chứ tới đâu? Con thấy nè, con có một cái muỗng thôi. Thôi, hôm nay tới đây được rồi. Ôi nhìn đẹp dữ vậy. Hôm nay tới đây đẹp thôi. Thôi, con không chịu á. Tay giống Nga luôn nha. Ơ, vậy mà giống hả? Hồi nãy con đợi nước cam ít. Con nói sữa ít. Chứ mình này nói. Vậy mà vô nó chê thế à. Ôi. Chú mình chơi với ba kỳ quá mà. Quậy đều lên. Con chưa quậy đều nữa nè. Đây chú quậy nha. Quậy cái tay mình nhìn nè. Đánh thật đều lên, thấy chưa? Quay đều, quay đều. Giữ cái bổng, tay trái mình xoay cái ly theo luôn. Là mấy cái mảng bám ở trên mấy cái đít ly á. Nó sẽ tan hết. Thấy chưa? Con thấy bọt không vậy? Hồi đó chú có học bartender mà. Ủa bartender không? Chú mới pha được mấy nước uống này nè. Chị hả hay là đọc cái comment? Comment đâu comment trời ơi. Mọi người mất mốt đừng comment mấy này nữa nha. Chắc mình nhớ lầm. Lát nữa mình về mình ôm bồn cầu á. Đây ba đứa nè. Lấy cái gì đủ. Để chú bỏ nước đá vô nha, nhưng mà từ từ uống chọn chú nha. Ok. Đưa ly từ đó đây. Cái này giống cà phê. Cái ăn đưa ly đây. Cái gì giống xe sủi quá. Đổ bây giờ nè, cầm ngay lại. Cái bọt này giống xe sủi ha. Không, nhưng mà để lát đừng ngồi trước nha, lát trước kêu thưởng thức nha. Nãy con mới hửi xong. Mà thấy mùi gì? Không mùi gì chưa. Không mùi gì? Ủa? Mùi cam á ơi. Giờ con đưa nó cho Na đi, đưa đi nào qua đây. Ừ. Sữa đều như nhau mà. Không. Vậy thôi, chị Na hít ít đi. Vậy thôi, đổi lại thứ ăn, bỏ xong đổi lại. Từ đây bỏ xong đá nào. Bỏ thứ ăn này cũng bỏ đá xong đổi lại. Ơ nó dục bọt hết chưa? Thôi, có bọt cái ngon tại để lát nó tan. Cho ly qua đây. Cái con bé này thật là đáo đỉnh. Mình uống bọt nhiều quá mình mới khỏe bụng mình phải không? Vậy hả hay là đi nhiều? Đi nhiều là đi đâu trời? Là đi đó. Vậy á. Nữa. Lố lăng thiệt. Thì là uống về nhiều. Quá. Uống về quá cậu. Cái này giống lớp da rắn quá. Da rắn. Trời quên rắn bỏ dưới hả? Tiếp theo là tứ chú nha. Con tưởng chú Bình là chú Bình không có sữa mà. Trời ơi. Nói với ông làm à, cho bà người ta. Chú mà không có sữa. Ủa sao ông chế thêm miếng nữa cho lên tới đây luôn. Thôi chú không có sữa là chú cắn lưỡi. Tại chú mùi uống sữa lắm. Vậy hả, chắc ngày nhà uống sữa nhiều mà. Ngày uống cả một, hai một, một cái hộp này là chú uống 3 ngày đó. Hàng chi hết nhanh quá mà. Chú uống sữa trường cơm mà. Vậy hả, không lẽ ngày nào cũng uống, không ăn cơm. Đúng rồi. Cũng ăn cơm chén chứ. Trừ khi nào mà chú không uống chú ăn cơm, còn bình thường mà chú uống chú ăn cơm. Đó là bản chất kìa. Thì nó nói uống sữa trừ cơm hiểu không?
hay là uống sữa trừ cơm là uống không có ăn á. Có sao nó vậy không? Của chú Bình đẹp hơn luôn chú Bình. Có sao có đẹp đâu giống cậu. Nhau mà. Không có khác cái nào luôn á nè. Ủa, cậu cảm màu của cậu nhạt hơn. Nhạt cái là tại cậu sữa nhiều hơn, còn của Anna đậm hơn là do sữa ít hơn. Trời ơi, bà đóng màn kìa thấy gớm không? Quậy lên nè. Quậy lên vô. Có sao nó vậy đúng không cậu? Đúng. Rồi, con chuẩn bị nói. Nói gì? Rồi xong là hồi nãy con thử tay nhanh hơn não nếm thử miếng. Ngon đúng không? Không. Lúc đầu ăn vô thì không, cái không chưa có uống mà nó bột này nè. Cái đúng không? Miếm thử thấy sao mà có mùi cam thiệt nha. Mà lúc sau sao thì nó thấy cảm thấy hơi đắng đắng nhẹ. Đắng trời ơi. Bây giờ làm. Nhưng muốn xê sủi. Mình với mấy đứa này sẽ mời các bạn nha. Giờ mấy đứa uống thì có sao nói vậy cho mọi người biết luôn nha. Để các bạn nha. Vô nè. Tại hết. Vô cầm đi vô. Nào làm gì chờ cứ vô. Vô. À, lê. Bây giờ không? Chừng lẹ lên. Không chừng là cho đi qua chú. Trời ơi. Hỏi vô đi. Vô. Giờ mình xin mời các bạn nha. Nó béo nó ngon. Mình vô thử miếng thôi nha mọi người. Mời các bạn. Thôi bây giờ từng thấy ăn trước nè. Con uống con thấy sao con nói vậy? Béo. Như mùi cam. Nhưng mà mùi cam ít lắm. Nghe không? Nghe mùi ít lắm. Trời ơi. Tại thấy sao? À, có mùi cam nè. Nhưng mà uống vô thì nó ngọt ngọt. Có tí ga. Rồi thấy có tí ga. Tí ga. Xong cái nó béo 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 miếng. Chú Bình thấy sao chứ con lại ly con sữa không à? Con trắng cái này chín điểm. Thôi đây. Cái này ngon chú Bình. Hỏi uống. Dễ thêm. Hỏi uống. Chị đang ăn ngon á. Uống thử ngon á. Mấy cái gì sao cái này. Cây nó không? Không thì cậu chế. Bỏ miếng. Thôi sữa. Đã là béo không ăn mùi cam. Vậy mà nãy nó là con uống thì béo mặt nhăn. Này uống xong chắc về tăng. Rồi bây giờ im đi. Mình sẽ đến với phần yêu cầu của mọi người nha, là tâm sự về bé Thúy An. Là Thúy An là bây giờ nè, con tự con giới thiệu luôn, họ tên con, rồi con bao nhiêu tuổi, đang học lớp mấy luôn cho mọi người biết luôn. Họ tên nó con. Nó mới học lớp 3 nha mọi người. Nó bậy không? Chị Na học lớp 1 á. Nó có nói thiệt đây là con họ tên gì? Họ tên của con là Phạm Thị Thúy An. Đây lớn lên. Họ tên của con là Phạm Thị Thúy An mà giống con tí đi. Học lớp mấy? Con học lớp 5. Năm nay con mấy tuổi? Năm nay con 10 tuổi. Con học ở trường nào? Con học ở trường Tiểu học Phước Khánh. Là bé Thúy An là đã 10 tuổi nha các bạn. 10 tuổi đừng có 7 tuổi à. Trời ơi, 7 tuổi. Thì clip video ngày hôm nay á, mình quay là chú là vừa giới thiệu cho các bạn với lại mấy đứa nhỏ luôn là cái món nước cam sữa này luôn. Chứ ghe nó chạy ngang các bạn ơi. Cái chương viên. Lại để mình nói lại nha. Lại chiếc ghe ồn quá. Là Thúy An á, là học lớp 5. Năm nay 11 tuổi. 10 tuổi. Tết này 11 rồi. Đúng không? Đúng, tết 11 rồi còn không chịu. Trời ơi, coi mặt bếch vẫn chưa hiểu à. Hiểu rồi. Hiện tại là con sống với ai? Sống với mẹ. Thì ba bạn Thúy An là đi làm xa nha, nên bạn Thúy An sống với mẹ nha. Giờ cái video này là mình là giới thiệu cho các bạn với mấy đứa nhỏ luôn là nước cam sữa. Nước này thì mình rất là thích luôn. Đặc biệt là các cái nước mà ngọt phải sữa là nước nào mình cũng thích đó. Không mới vô uống thích đấy. Thích rồi đúng không? Con thấy ông Tào Tháo chuẩn bị dí con đó. Tại tính ra con chưa tính ra con chưa uống luôn á. Uống miếng rồi đau bụng tại chi năng nghiệp á. Trời ơi đâu hãy mình cậu chết tới đây nó uống chừng 4-5 giọt nó la đau bụng. Uống nè thì ăn uống luôn rồi. Thôi 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 tao lắm rồi. Không tại chi na không có duyên á cái chi năng nghiệp á, bởi vì môi chi na dày. Cậu bỏ tôi bỏ thêm đá lên bá nữa. Ông kia mình có nghe bạn Thế An nói là từng tới rồi con về hả? Con qua Noel con cũng về luôn. Về luôn cũng được. Đây là hôm qua là con này chú không vắng rồi. Hôm nay là không vắng riêng bạn Thúy An. Qua là con nói rồi. Là ngày mai là qua từ sau đúng không? Là đi thứ mấy? Con không biết nữa. Để ông ngoại con lên lấy thuốc rồi con đi với ngoại. Là con đi với ngoại trước. Mẹ đi luôn. Thật là con đi với ngoại con trước. Con ngồi im nha. Con gái thợ hồ ngồi yên coi pháo quá, muốn làm thợ hồ ha. Là con đi về với ngoại trước. Hoặc là con mẹ đi. Không, là con đi về dưới là chị nào con lên hay là về luôn? Con không biết chị nào lên. À, mình cũng không biết luôn. Cái này là mình nói thiệt. Chứ thường thường là chuyện của con Na hôm qua thì nó đi nó về thì mình biết. Còn có Thúy An thì chắc là mình không biết luôn. Tại cái ý định mà
hai mẹ con đi về quê ngoại ở ở miền dưới miền Tây đó. Bạc Liêu. Thì miền Tây. À, miền Tây đổi gì nữa? Thì miền Tây đó. Miền Tây Bạc Liêu. Là cái định là đi về dưới là con, mình nghe cũng lâu rồi nhưng mà mình không biết là khi nào thôi. Và mình cũng không biết là đi về dưới luôn hay là đi về qua Tết quay lại. Nhưng mà có thể đi luôn thì mình sẽ làm một clip chia tay bạn Thiên An luôn nha. Lúc đó mẹ nói là ở với ngoại đi rồi mẹ lên đây làm có tiền ở dưới. Chứ mẹ đâu có dưới luôn nè. Kính tính là con còn nghe máy quay luôn đó nha, con làm sao con được nha. Chứ bình thì nào về dưới á, con mượn hỏi mẹ rồi con quay nhà ở dưới quê cho mẹ coi. Trời ơi. Thì con quay con gửi cho chú. Chứ mà chứ rồi, chị đang có máy quay hay hàng đầu. Vậy gửi cho chú Bình kìa. Tặng chú như là mọi người cũng biết Thế Giang nó đi về dưới nó sống ở nhà sao không sao đi học sao. Nó gửi cho chú có gì chú ở hay gì chú đi được thì chú đi mà chú đi không được thì thôi chú không đi con gửi lên. Chú mình về dưới chơi đi. Ở đi dưới có nhiều ở dưới nhà con là có một cái phòng ngủ à. Còn nhà trên, con là gần nhất nè. Ở trên nhà trước á là có nhà con đâu? Hai ba cái giường gỗ mắc tiền trong vườn. Ở dưới là giường gỗ 1,5 triệu. Bà ngoại con đi làm dữ lắm mới mua được 3-4 cái giường. Đó thì nếu mà con về dưới đó thì con quay gửi cho chú thường xuyên nha. Điện thoại mấy cái này nè, điện thoại nói chuyện cho nó. Không biết có câu hay không hay là chê nhà quê con nghèo đi à. Đó thì con cứ nói chuyện bình thường ấy thôi. Ở quê mới vui á, ở quê đủ thứ trò mới vui á. Ừ, có canh lóc đồ ăn nữa mày. Mày đi bà ăn cho mày đi rồi. Ở dưới con. Ở đây không có cá lóc hả? Chú Bình ở dưới là ở đây này con cá ruột, đường con nhỏ giống đường bên đây nè. Đó là ăn cá lóc nước. Ở dưới rồi, sâu lắm, sình lắm mà. Còn có cái cầu bắc qua thôi à. Đây gọi là bến sông. Ở đó đi mà mấy người không biết chị sẽ đạp lũi xuống sình hố nó không biết ai cứu được. Nên con mỗi lần đi vô đó là con sợ lắm. Sợ hàng nó cũng nghĩ. Cái video ngày hôm nay là mình mục đích với và quay cho các bạn xem vậy thôi. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh nhớ như là mấy bạn là ủng hộ bạn Thí An về quê được học giỏi luôn nha. Chào các bạn nha. Xin chào tất cả các bạn.